Liệu pháp bấm huyệt giúp khai thông khí huyết, trị mụn hiệu quả. Nhiều người thường cho rằng nguyên nhân gây nên mụn trứng cá là do các vấn đề ngoài da, mà không biết rằng chúng có mối liên hệ mật thiết với chức năng của các nội tạng bên trong cơ thể. Chức năng của các bộ phận nội tạng suy yếu sẽ khiến khí không lưu thông, các độc tố tích tụ lại và dần xuất hiện mụn trên da. 1. Huyệt đại chùy. Phương pháp trị liệu: cúi cổ về phía trước, u xương nổi cao nhất là đốt sống cổ thứ 7. Huyệt đại chùy nằm ngay dưới đốt sống này. Dùng đầu ngón tay ấn mạnh và massage lên huyệt đại chùy. Tác dụng là huyệt đạo quan trọng trong việc khắc phục triệu chứng dễ sinh mụn nhọt. Lưu ý, đối với những người dễ sinh mụn nhọt, nếu cảm thấy đau thì là hiện tượng không bình thường, cần phải cẩn trọng khi chữa trị. 2. Huyệt phế du. Phương pháp trị liệu: vòng chéo tay về phía sau lưng. Huyệt phế du nằm ở hai bên xương sống dưới đốt xương thứ 3, ngang ra 1,5 đốt ngón tay. Dùng đầu ngón tay dưa ấn lần lượt lên hai huyệt phế du. Tác dụng: điều chỉnh tình trạng sức khỏe, nâng cao khả năng tự chữa trị của da. 3. Huyệt hợp cốc. Phương pháp trị liệu: khép ngón trỏ và ngón cái sát nhau, huyệt ở điểm cao nhất của cơ bắp ngón trỏ và ngón cái, ấn lần lượt hai bên. Nếu sau khi bấm huyệt mà có hiện tượng kết cứng hoặc quá đau đớn thì nên phải tăng cường dây ấn thật tỉ mỉ để phục hồi trạng thái bình thường cho da mặt. Tác dụng: rất có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng trên đầu và da mặt. 4. Huyệt khúc chì. Phương pháp trị liệu: co khuỷu tay và ngực. Huyệt khúc chì ở đầu lằn chỉ nếp gấp khuỷu tay. Dùng ngón cái day bấm huyệt khúc chì ở hai bên tay phải và trái. Tác dụng: giúp ngăn ngừa các chứng viêm, đặc biệt dành cho những người thường gặp phải những vấn đề về da. Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích.